Trời ơi, quà nhiều dữ vậy. Này quà hả Nhật? Quà của anh hai hả? Con đi sách gì giùm hả? Trời ơi, giấy khen đó nè. Bé khỏe, bé ngoan, kỹ năng sống. Trời ơi, tùm lum quà luôn, quá trời quà luôn. Này gì vậy? Bác xét hả? Này là gì? Màu hả? Trời ơi Nhật, trời hôm nay đi tổng kết được nhiều quà quá. Nhật hết bữa đó Nhật cũng đi học lấy quà nhiều nha con. Nhật mang cái này đi xúc cát đã luôn Nhật ha. Mang cái này đi xúc cát là sướng luôn ha. Xúc cát à. Còn cát vô đây nè. Trời ơi, lăn nè. Quá đã luôn á. Nên mình gửi gì vậy? Lego hả? Được cho bộ Lego hả? Trời ơi, Lego gì vậy? Trời ơi, đừng Lego tiền chứ.